Ok, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Dadablog. Hôm nay mình làm một con gà tre các bạn. Làm một con gà tre này. Là mình hấp rượu đó các bạn. Gà tre này giá cũng khoảng gần ký các bạn ơi. Đây là mình bắt đầu mình trộn gia vị nha các bạn. Mình đã sơ chế xong rồi đó các bạn. Đây là gà tre nha. Rồi đây tỏi nè, sả. Rồi đây là gia vị nè, mình đã giã xong rồi các bạn. Ở đây là rượu nè, ớt lát mình đâm muối ớt với tắc các bạn. Đây là gia vị ha. Giờ mình tiến hành mình làm nha các bạn. Bây giờ mình sả này, mình nhét vô trong cái bụng gà luôn đó các bạn. Bữa nay ngày chủ nhật rồi mà mưa râm râm nữa các bạn. Đây làm gà hấp rượu. Rồi mấy anh em đồ ra ra chơi. Đó, xong rồi mình ướp gia vị nha. Đây là tỏi, ớt, tiêu rồi đó mình đã băm sẵn rồi. Đó mình đã giờ mình trộn vô. Đó, xong rồi mình cho miếng bột ngọt nha. Này thì theo gia vị của từng người các bạn. Giờ tới đường. Đó mình đã trộn đều các bạn. Này mình làm mình ăn thôi nên là tay mình đã rửa sạch rồi nha các bạn. Ở miền Tây là chỉ có vậy thôi đó. Giờ mình ướp này tỏi nha các bạn. Tỏi nè mình lột ra xong rồi bây giờ mình để vô bụng đó. Đó, nhét vô hết rồi rồi ba cái đồ lòng rồi kia mình nhét vô hết. Bữa nay lát có anh em nó qua chơi các bạn, rồi hai anh em làm con gà hấp rượu với lẩu ớt. Lẩu ớt mình đã làm rồi, mình không có quay các bạn. Lẩu ớt tại vì mình video mình đã nhiều lẩu ớt rồi, nay mình làm gà hấp rượu, mình quay gà hấp rượu thôi. Xả mình bỏ vô. Mấy gia vị rồi mình để vô đây hết các bạn, nó thơm lắm mà. Để xả ăn nhiều nó càng thơm thôi. Ở miền Tây mấy cái món ăn này là quá quen thuộc rồi các bạn. Nói chung là miền Tây là mấy anh mà biết ăn nhậu á là biết làm hết á. Nó đơn giản chứ nó nhanh đó các bạn. Mình hấp lụa nó nhanh lắm, mau chín lắm. À, xong rồi đó bạn. Giờ mình lấy nồi lên các bạn. Bàn nó hơi chật. Đây. Nồi đây. Mình lót sả sơ các bạn, lót sả sơ vậy đó các bạn. Sau đó mình bỏ con gà vô đó, bỏ con gà vô các bạn. Mấy gia vị rồi mình đổ vô hết nha. Đó, bật lửa lên. Vậy là xong con gà đó các bạn. À, này mình chế miếng rượu vô các bạn, chế rượu nha, rượu trắng của mình đó các bạn, rượu gạo á.
Rồi mình để nắp kính lại. Đây. Cái này mình nấu chừng 10 phút là nó chín rồi các bạn. Giờ trong thời gian mình chờ mình đâm miếng ớt nha. Ớt chanh đi. Này nấu 10 phút là nó chín rồi các bạn ơi. Mình nhớ là mình dặn lửa vừa vừa thôi các bạn. Thôi mình dặn lửa lớn quá nó sẽ khét các bạn. Rồi các bạn. Giờ mình dắt chanh nha. Đắt cái này mình ăn với cắt đây. Mình nói rồi chưa? Bột ngọt với các bạn. Bột ngọt với đường để chút các bạn cho nó vừa ăn thôi, thì tùy theo khẩu vị của các bạn thôi nha. Cho bột ngọt đường rồi và nó hòa tan với muối cho các bạn, nó mặn nhiều đó. Xong món chấm các bạn, thức cho tắt các bạn ăn kèm với rau răm nha đó. Đó. Nó thôi chưa giờ ăn gà chín rồi các bạn đó. Giờ mình múc ra dĩa này nha. Dĩa này mình lót rau răm rồi nè. Đó, thấy không? Đó, dẫn chưa? Đó. À, hấp rượu giờ là chín rồi các bạn. Nè. Các bạn coi nha. Đó. Cái này gia vị của mình để trong hồi nãy nè, giờ mình múc ra nha. Ra mình xé các bạn. Cái đùi đó bạn. Thấy không? Nó đỏ nhìn thấy thơm quá, thơm phức luôn. Và các bạn ăn với mình nha. Này chấm với mưa ớt chanh nè, ớt tắc. Là chưa ăn ngon các bạn. Nó thơm. Thơm mùi xả. Ăn kèm với rau răm nha. Đồ lòng của nó ở trong nó chín hết đó các bạn. Chân đồ lòng đồ mình để trong đây hết nè. Các bạn coi nè. Đó. Thấy thơm không? Phơ. Ngon không? Đây mà các bạn nha. Nắng chế đùi các bạn. Ở miền Tây mấy ông nhậu á là ông nào cũng biết làm mấy cái món này đó các bạn. Thứ nhất là nó dễ làm, thứ hai là nó mau chín nữa.
rồi mình nhậu với món rượu hay là bia gì nhậu cũng được hết nha. Cay quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
video áp rượu mình tới đây xin kết thúc nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Bạn xem video các bạn nhớ chia sẻ rồi đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha các bạn. Bye bye.